Thưa quý vị, từ đầu năm 2024 tới thời điểm này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tiến hành kiểm tra 24 sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành về các nội dung liên quan lựa chọn sách giáo khoa, đặc biệt là vấn đề dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2024, Bộ đã ban hành kế hoạch kiểm tra, trong đó có nội dung kiểm tra tại 24 sở giáo dục đào tạo về thực hiện nhiệm vụ giáo dục, lựa chọn sách giáo khoa, dạy thêm, học thêm. Bên cạnh đó, Bộ cũng thực hiện thanh tra chuyên ngành một số cơ sở giáo dục đại học, triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 ở các khâu chuẩn bị, coi thi, chấm thi. Về vấn đề dạy thêm, học thêm, Bộ cho biết việc quản lý hoạt động này ở các địa phương hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Vì vậy, Bộ tiếp tục đề xuất đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17 năm 2012 của Bộ, đảm bảo sự phù hợp, thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động này trong và ngoài nhà trường.